sự thật khủng khiếp lần đầu được hé lộ về bức ảnh công nương diana khóc nức nở tại sân bay sau khi tiễn thái tử jazz đi công tác nhiều người nghĩ rằng đó là giọt nước mắt nhớ thương trong ly biệt tuy nhiên trên thực tế nó còn đau lòng hơn gấp bội theo Express, một đoạn trong bản thu âm lời kể của Diana về cuộc hôn nhân giữa bà và Thái tử Charles do National Geographic lưu trữ đã được tiết lộ nhân kỷ niệm 21 năm ngày mất của cố cô công nương, đã giúp công chúng biết được sự thật về bức hình công nương Diana bật khóc tại sân bay được các tài sản ảnh chụp lại. Trong bản thu âm đó, công nương Diana cho biết điều khủng khiếp nhất đã xảy ra khi Thái tử Charles có chuyến công du kéo dài 5 tuần vào tháng 3 năm 1981, 4 tháng trước khi đám cưới giữa hai người diễn ra. Khi Charles rời đi, Diana bị các tay xa lành chụp lại khoảnh khắc đứng khóc nức nở, khiến nhiều người cho rằng công nương Diana khóc vì đang nhớ thương người chồng sắp cưới đi xa trong nhiều ngày. Một nhân viên khi đó kể lại, chúng tôi chưa bao giờ thấy một cuộc chia tay nào cảm động đến như vậy. Đồng thời, một phụ nữ cũng chứng kiến khoảnh khắc đó cũng nói thêm rằng Diana khi đó trông rất đau khổ. Tuy nhiên, sự thật đằng sau giọt nước mắt đau khổ ấy lại không như nhiều người vẫn nghĩ. Trong bản ghi âm, Diana nói rằng những giọt nước mắt của cô khi đó có liên quan đến Camilla Barker Bowles. Diana nói, bạn có thể vẫn nhớ khoảnh khắc tôi mặc áo khoác đỏ, khóc nức nở khi chiếc máy bay của anh ấy cất cánh. Thật ra nó chẳng liên quan gì tới anh ấy cả. Điều khủng khiếp nhất đã xảy ra trước khi anh ấy đi. Anh ấy đang nói với tôi về chuyến đi thì điện thoại reo, đó là Camilla. Cô ta gọi cho anh ấy ngay trước khi anh ấy đi xa 5 tuần. Lúc đó, tôi đã phải đấu tranh tư tưởng rằng mình sẽ giữ phép lịch sử hay mình vẫn cứ ở lại đó để nghe. Cuối cùng tôi nghĩ rằng tốt hơn là mình nên cư xử theo phép lịch sử để họ nói chuyện riêng với nhau. Điều đó đã làm trái tim tôi tan nát, công nương Diana hồi tưởng. Mặc dù đã từng nghĩ tới việc hủy hôn vì bà Camilla, nhưng cuối cùng sống như sự sắp đặt của số phận, công nương Diana vẫn kết hôn với thái tử Charles. Điều gì đến cũng sẽ đến trong cuộc hôn nhân không tình yêu. Cặp đôi cuối cùng đã ly hôn vào năm 1996. Một năm sau đó, công nương Diana qua đời trong một tai nạn xe hơi ở Pháp vào ngày 31 tháng 8 năm 1997.